Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Slovakia và đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Slovakia với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn một trái và tăng 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì Slovakia và Bồ Đào Nha cũng đã có 4 lần đối đầu với nhau. Và 4 lần đối đầu đó Slovakia chưa thắng được Bồ Đào Nha. Qua đó họ chỉ mới cầm hòa được một trận và để thua 3 trận trước Bồ Đào Nha. 5 trận thi đấu gần nhất của Slovakia, Slovakia đang bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Slovakia được chấp 1,25 hoặc là các bạn lựa mức kèo phụ là Slovakia được chấp 1,5 luôn nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này lần gặp lại Bồ Đào Nha thì Slovakia vẫn như ngày nào một lần nữa bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Bồ Đào Nha thì mình thấy là Slovakia họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa, trận đấu này Slovakia có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó hoặc là Slovakia có để thất bại trước Bồ Đào Nha với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn Slovakia, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Biết đâu với phong độ ở 5 lượt trận gần nhất của Slovakia đang cực kỳ ấn tượng thì họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được Bồ Đào Nha sau 4 lần gặp nhau trước đó chưa thắng được đối thủ này thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Slovakia được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại hai đội đang đạt phong độ cực kỳ tốt và hiệu suất ghi bàn nó cũng ấn tượng lắm. Dự đoán trận cầu này nó sẽ khác hoàn toàn so với những trận cầu gặp nhau trước đó. Có thể là với hiệu suất ghi bàn rất tốt thời gian đây thì mình đoán trận cầu này hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số với nhau rất kịch tính. Dự đoán trận đấu này sẽ có từ 3 hoặc 4 hoặc trở lên. Có thể là hai đội sẽ cầm chừng nhau với số là hòa 2 đều hoặc là nhiều lắm là 2-1 hay là 3-2 nghiêng về cho Bồ Đào Nha. Mà đầu tư tưởng bình nữa thì ưu tiên cho kèo tài nha. Nếu như trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vào Slovakia thì các bạn ưu tiên đi tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với phong độ đang ổn định, hàng thủ rất chặt chẽ và điểm tựa sân nhà thì có thể là Slovakia hiệp 1 họ cũng sẽ chưa chịu thua trước Bồ Đào Nha đâu. Thậm chí là Slovakia mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Slovakia được chấp nha. Canh tài còn một trái thì vào. Tóm lại trận đấu là chốt kèo là chọn Slovakia và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.